Chào tất cả các bạn nha. Bây giờ các bạn xem đây là cảnh anh em bóc keo này. Bữa nay thời tiết mới chiều nay mưa. Nên em làm cũng hơi vất vả. Anh em bóc được gần 2 gọng rồi. Đây là bác Tài này. Bác Tài chuẩn bị đến mùa mưa là rồi đó. Bị cực. Rồi bác Tài chuẩn bị xuống bắt thêm cái mấy cái đống gỗ ở dưới này. Đây là tay cưa lóc. Điều thế ở con liếp mà đem vít con là... Vắt. Còn vắt nữa các bạn. Đây, xem đây. To chưa? Đưa nên là ta không được lên tivi. Đây này. Mưa thì dép, nắng thì kiếm. Các bạn xem đây. Đây, cái rừng này là vắt nhiều lắm. Đây. Mà anh em lộng keo khổ lắm. Thấy chưa? Đấy. Mà bu đó, vắt đó. Đây. Đây các bạn xem ơi. Giống con đĩa nhưng mà con ở trên núi này. Mạnh chưa? Bên kia là tay cái lóc này. Tay cái lóc này.
Để dè lên đầu đây các bạn nhé. Đây các bạn xem, tiếp tục bóc thêm con thứ ba nha. Đây này, đây là con kiến ngựa này. Anh em đồng keo toàn là kiến ngựa không đấy. Sao hết bầy kiến rồi. Đây đây. Kén cổ bầm dập luôn. Nhiều chưa? Anh em lòm. Bắt vả. Đứng đây một kiến cơ mớ luôn. Kén khô lắm. Cứ khô anh em, nó cứ khô. Khô lắm. Đừng có anh em giống này làm cứ khô. Chị hậu anh. Mẹ ơi. Múc là. Ờ. Đây là quay hết mà. Nam nữ đi điểm đẹp. Không phải giữ là con chiếu lên hết. Bữa nay là mưa giông các bạn nha. Mưa giông cho nên là anh em làm keo hơi vất vả. Cái gì thường mà. Bình thường học gì. Đi ăn được. Đây là phù những phụ nữ mà làm ra, làm ông làm cửa nào thì cứ làm cửa đấy. Đây lòng này tùy theo được các bạn nha. Chờ vẫn có người đánh đồ nà nữa. Trên núi không biết rồi vẫn còn Covid. Covid, Covid. Hả?
tập 80 mấy. Rồi bây giờ bắt tay tiếp tục đẩy xe lên cái chữ cao trên này các bạn nha. Rồi bây giờ xem đường ức chậm nhẹ. Thẳng luôn đi. Chơi mạnh lên đi. Để các bạn xem nha, mình ngồi trên xe quay cảnh anh em bóc kèo này. Hôm nay mình lên xe review xem các bạn xem nhé. Luôn luôn. Giờ. Cây này cây khô cũng không phải khô đi. Để giữ là có tụ keo. Đồng này bọc ba gòn này đồng này.
Đây là tùy theo cho cách bóc của mỗi người, bóc kiểu sao nhanh nhất mà. Bóc lần ba con là nhanh nhất. Chơi là có người thì bóc hết con trước, đại con trước. Bóc dài là mình chiều tối chiều tập trung vô bóc ba con luôn. Một lần ba con. Mình ở ngồi trên này quay mà. Mà gần từng trần nguy hiểm. Tình đơn luôn. Và nằm biên luôn. Vô nữa. Đó. Có rồi anh. Ai mà giống bên đầu bên ngoài tôi nghỉ một tiếng. Bạn xem đây là anh em tới cái đoạn giữa là người anh em dùng cái xích buộc lẹ dân quận nôm. Đây, đây gọi là tăng đơn để bóc tiếp kèo. Bây giờ bóc con thứ ba đấy. Gọi là tăng đơn. Tăng lại cho nó khỏi toạt thùng. Bóc con đầu hả? Chê. Thank you.